Hôm nay nhận được cái message của người bạn gái gửi cho mình, căng mắt ra đọc hết cả hồn. Cô viết thế này: "Anh ơi, ba mẹ em không có nhà, em đang cởi quần đến ngay đi anh, muốn lắm rồi. Tiện thể mua bao mới nhé. Ở nhà toàn là bao cũ thôi. À mà thôi anh ơi, anh không cần mua bao đâu. Em vừa mất kinh rồi, không nhịn được nữa anh ơi. Đến ngay đi, muốn lắm rồi." Một hồi sau nữa, không thấy mình trả lời, cô gửi lại như thế này: "Anh ngu chưa? Sao anh không đến? Em ôm hai thằng này mệt lắm." Đó, tôi nói đùa thế thôi. À, đó là cái câu chuyện mình vui cười khi viết message mà không có dấu. Hôm nay mình gửi đến các bạn cách viết có dấu mà rất là nhanh như thế này nha. Đây là, đó các bạn thấy đó, đây là cái dấu hình trái cầu, trái địa cầu. Đó là ngôn ngữ, mình bấm vào đó để cho nó hiện lên tiếng Việt. Mình có thể thấu tiếng Anh cũng được và tiếng Việt cũng được, nhưng đây là trường hợp tiếng Việt nó phải đánh dấu, cho nên rất là khó, mất công cho mình đánh dấu. Thì mình đó đó là trái cầu địa cầu, nó là ngôn ngữ. Còn cái nút bên cạnh đó đó là cái microphone. Khi mình bấm vào cái microphone này thì là mình bắt đầu mình nói, thì nó sẽ đánh cho mình thay vì mình phải gõ bằng ngón tay rất là khó. Ví dụ bây giờ mình bấm vào cái microphone nha. Đó, mình bấm vô mình nói: "Anh ơi, ba mẹ em không có nhà, em đang coi quán, đến ngay đi anh, muộn lắm rồi. Tiện thể mua báo mới nhé. Ở nhà toàn là báo cũ thôi. À mà thôi anh ơi, không cần mua báo đâu. Em vừa mất kính rồi, không nhìn được anh ơi. Đến ngay đi, muộn lắm rồi." Sau đó cô ấy gọi lại thì: "Anh ngủ chưa? Sao anh không đến? Em ốm 2 tháng nay mệt lắm." Chứ không phải là như cái tín hiệu mà mình đã đọc như trước đây, rất là đáng lo ngại. Đó, hôm nay mình hướng dẫn các bạn thay vì phải gõ tiếng Việt có dấu thì mình nói như vậy nó cũng được, không cần phải mất công đánh rất là khó khăn. Viết xong mình gửi. Đó, rất là nhanh. Ok, thank you for watching.